của mình không? Có gì thú vị nữa mà. Yeah. Mà Phan đang cho bạn Nam hỏi một câu, quý vị đã xỉn chưa? Xỉn chưa? Em nghĩ là chưa xỉn, chưa có sung đâu. Bây giờ quý vị có thể nâng ly cùng em cho không khí chúng ta sôi động hơn được không ta? Nâng cao ly lên quý vị ơi! 1, 2, 3, yo! Chúng ta cùng nhìn vô điều che chéo với Nam trong một ca khúc trước quen thuộc được mang tên Tình yêu thì thú. Yeah! Tóc em như sóng cồn, gió nhẹ nhẹ như
Hoàng Nam sở dĩ phải hát 90 năm bởi vì Hoàng Nam thấy